mến chào quý cô chú anh chị, à, chào mừng quý chú anh chị mình quay lại với kênh YouTube nhà đất. thì hiện tại nè anh chị, em đang chạy trên trục đường Nguyễn Sơn ở cái hướng mà từ uh, uh, Thoại Ngọc Hầu á uh, Quỹ Ban dân quận Tân Phú chạy về anh chị. đó, à, đây là đường Nguyễn Sơn nha. thì hôm nay em chia sẻ cho quý anh chị mình một căn nhà một sẹt đường Nguyễn Sơn chỉ có giá là 2 tỷ 500 triệu thôi. Đó, nhà rất là ok nha anh chị, ngang 4 giờ chín ha. <laughs> đây À, đây anh chị chạy tới là ngay chỗ đối diện mình sẽ có cái ngân hàng nè à, công viên ha anh chị sẽ nhìn bên tay phải tí xíu sẽ có cái hẻm bẹo vô à, <laughs> nhà mình á thì à, hiện tại thì cũng khá là cũ anh chị có thể à, sửa chữa ha xây dựng lại anh chị nó gặp một trệt một gác suốt ha <laughs> nhà này chính chủ từ trước vào luôn anh chị nó đây đây là hình ảnh trước nhà nè anh chị à, căn nhà mình á thì à, có diện tích là ngang 4 mét dài 9m đường trước nhà hiện hữu thì nó chỉ rơi khoảng tầm là ba mét rưỡi bốn mét nha ba gác xe ba gác ra vô vô tư ha nhà thì cũng rất là khá là cũ anh chị mua về thì chắc phải à, sơn sửa lại cải tạo lại hả một trệt một gác suốt ha chỉ có giá là 2 tỷ 500 triệu thôi nha anh chị à, một căn nhà một sẹt đường Nguyễn Sơn à, phường Phú Thọ Hòa quận Tân Phú mình nhanh anh chị giá rất là ok đó, đường xá giống như anh chị thấy đây đường trực tiếp đây đó <laughs> cái hướng này là anh chị đi ra nè tí nữa em sẽ chạy ra cho anh chị xem do là có cái người có cái chú ngồi đó nên là em không tiện quay quay nó cụ thể hơn tí em không tiện quay bây giờ mình sẽ đi ra ha mình ra cho anh chị thấy lúc nãy là mình từ nguyễn sơn vô rồi anh chị bẹo vô rồi thì bây giờ từ từ căn nhà mình đi ra đó. anh chị nào quan tâm căn này cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại bên dưới à, 0949 900 589 đó, em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình đi xem trực tiếp cũng như là gặp trực tiếp chủ nhà để trao đổi thương lượng thêm về giá cả nha anh chị À, xin cảm ơn anh chị đã xem hết video anh chị nào có nhà đất cần bán cần ký gửi thì cứ alo cho em theo số điện thoại bên dưới Đó. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị vào video sau